Bài này chúng ta sẽ cùng nhau học cách thử những tương tác ánh sáng vật liệu. Ở hình này chúng ta thấy rằng sàn của chúng ta màu đỏ và tường màu trắng. Nhưng khi render lên, các bạn thấy màu đỏ hắt lên tường. Còn sau khi chúng ta thử rồi thì nó hiện tượng như sau. Sàn và tường phân tách rất rõ ràng, ánh sáng rất trong và đẹp hơn. Để làm được điều này, chúng ta làm như sau. Các bạn nhấn mở bàn phím hoặc bật bọc vật liệu lên. Ở đây tôi có hai vật liệu. Vật liệu thứ nhất tốt cho sàn màu đỏ và vật liệu thứ hai tốt cho tường màu trắng. Để khử được đối tượng này thì các bạn làm như sau. Các bạn kéo ở dưới này có một vật liệu tên là Vray Override, kéo ra ngoài này. Các bạn chỉ cần thao tác rất đơn giản thôi. Các bạn kéo vật liệu sàn vào ô Base Material này, tức là vật liệu gốc, và vật liệu tường vào phần GI. Và các bạn nhớ rằng chúng ta sẽ chọn sàn, chọn màu đỏ, không chọn tường trước. Nếu bạn chọn tường mà dán vào thì tường sẽ có màu đỏ. Tôi sẽ chọn sàn, phần liệu gốc của chúng ta là sàn mà. Các bạn chọn đây, các bạn bấm nút dán vào. Bây giờ chúng ta cùng nhau render lại đối tượng chúng ta đã được thử màu một cách hoàn toàn. Tôi bấm lên đây. Bạn thấy cảnh chúng ta trông trong hơn và các vật liệu phân tách nhau rất rõ ràng. Còn nếu như tôi bỏ đối tượng này ra, bỏ lên kết, các bạn kéo và nhấn Delete trên bàn phím, chúng ta render lại thì thấy rằng vật liệu chúng ta đang bị mất. Tôi cần phải ốp lại để các bạn thấy rằng không có vật liệu này thì độ tương tác của nó sẽ khác. Tôi chọn sàn, chọn vật liệu đỏ và gắn vào, và chọn tường, chọn vật liệu trắng và gắn vào. Bây giờ chúng ta cùng nhau render. Các bạn thấy không? Các vật liệu đã có tương tác về màu sắc. Đối tượng chúng ta không còn trong trẻo như ban đầu nữa. Vì vậy, nếu các bạn muốn khử, chúng ta chỉ cần kết nối các vật liệu này lại. Và chọn đối tượng này. Chọn sàn. Và chọn đối tượng gắn vào. Các bạn nhớ thứ tự nhé. Bây giờ tôi render tiếp. Và ánh sáng chúng ta đã được khử hoàn toàn. Rất trong trẻo và đẹp.